Các bạn thân mến, hiện tại thì Gió Biển đang có mặt trên con đường của thị trấn Thịnh Long. Và ở đây thì ngày càng có những cái sự đổi mới và những cái đường rong ngõ hẻm ở Thịnh Long, đặc biệt là ở Thịnh Long, thưa quý vị, nó rất là rộng lớn. Đường rong ngõ hẻm đều dài và rất là rộng, rộng khoảng 3 đến 5 mét. Nên cái việc quy hoạch cho một cái thị trấn biển phải nói là rất là tuyệt vời. Rất tiếc là Thịnh Long bây giờ thì cái vấn đề mà du lịch biển nó đang bị trì trệ. Thực ra thì Thịnh Long của huyện Hải Hậu và Quất Lâm của Nghĩa Hưng có tiềm năng du lịch là rất lớn, nhưng đến nay thì đã không còn những cái sự phát triển với cái tiềm năng vốn có của Thịnh Long nữa rồi. Đó, thưa quý vị các bạn, thì Gió Biển đang đi thẳng lên chỗ khu chợ đây. Và hôm nay thì ra đây thấy được những cái khung cảnh nó thay đổi khá là nhiều. Gió Biển xin chia sẻ đến quý vị và các bạn những cái hình ảnh về quê hương Thịnh Long. Giờ thì Gió Biển đã đi tới chỗ khu vực một cái khu chợ của Thịnh Long. Mọi người ra đây du lịch thì có lẽ rằng là mua những cái đồ hải sản ở đây rất là sẵn. Bây giờ thì những cái con đường rồi những cây cầu được xây dựng mà du lịch thì lại bị trì trệ một chút. Và Gió Biển cũng rất mong muốn rằng thời gian tới thì Thịnh Long sẽ chuyển mình thay đổi một cách mạnh mẽ, tốt hơn để giúp cho phát triển quê hương Thịnh Long nói riêng cũng như Hải Hậu nói chung, mọi người có thể thấy được là sẽ phát triển tốt hơn. Ở video clip này thì Gió Biển chia sẻ đôi nét về khu vực Thịnh Long. Và bây giờ Gió Biển đã tới một cái cây cầu. Đó là cây cầu rất là quen thuộc khi mà đi ra thị trấn Thịnh Long. Mọi người sẽ đi qua cây cầu này. Đó, mọi người có thể thấy đây là cầu mùng 1 tháng 5 nhé. Và video clip này Gió Biển xin dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.